Xin chào tất cả mọi người. Quay trở lại với buổi livestream tiếp theo của VHOT thì hôm nay tôi xuất hiện với một cái khẩu trang để có thể đồng hành cùng toàn dân, cùng chính phủ trong mùa Covid này để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng. Thì sẽ hơi bất tiện nếu mà chúng ta cảm thấy khó nghe khi mà tôi phát âm một chút. Nếu mà chúng ta cảm thấy khó nghe thì mình có thể phản hồi lại cho tôi và Trường biết. Quay trở lại với cái nội dung của buổi livestream ngày hôm nay thì tôi và Trường sẽ cùng nhau chia sẻ với mọi người cách để chúng ta làm việc với một cái dự án thiết kế liên quan đến đường ống trên môi trường SolidWorks và cách để chúng ta làm việc với SolidWorks như thế nào với các dự án đường ống như thế và những cái lưu ý nào để chúng ta có thể cần phải nhớ và bắt buộc phải có những cái quy tắc như thế để chúng ta làm việc với SolidWorks với những dự án đường ống như vậy. Thì như các bạn biết thì để làm việc với các dự án về đường ống thì có nhiều cách. Đúng rồi. Mình ta có thể sử dụng các công cụ sweep trong SolidWorks hoặc là sử dụng công cụ sweep PL. Đúng rồi. Thì hôm nay tôi và anh Quang sẽ hướng dẫn các bạn các cách sử dụng đến cái công cụ routing là cái heading trực tiếp trong cái một trong phần mềm SolidWorks để chúng ta có thể là tạo ra các dự án về đường ống. Như bạn Trường vừa chia sẻ thì chúng ta có rất nhiều cách để có thể làm việc về một cái dự án liên quan đến các hệ thống đường ống, đúng không? Được. Và một cái giải pháp mà VHOT đã cung cấp cho các khách hàng của VHOT trong cái quá trình sử dụng SolidWorks đó là một cái Solid Plan đó. Nhưng đó là một cái giải pháp được add-on bên ngoài của SolidWorks và ngay trên chính môi trường của SolidWorks chúng ta cũng có được những công cụ để mình có thể làm việc với những cái chương trình liên quan đến đường ống. Và cách làm việc nó như thế nào thì bạn Trường vừa chia sẻ rồi, đó là cái add-on trên môi trường SolidWorks trực tiếp. Vậy thì đến với cái bản vẽ mà chúng ta đang làm việc trên cái môi trường dự án thì ở đây mình đã có một cái dự án đã được xây dựng từ trước trên cái môi trường SolidWorks rồi Rồi. và cái vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải đi routing, đúng không? Routing sử dụng những cái hệ thống đường ống cho nó để có thể hoàn thiện dự án này bằng cách kết nối những cái tranh những cái equipment này vào với nhau trên cái môi trường thiết kế. Vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng SolidWorks rồi thì chắc hẳn là mọi người đã rất là quen thuộc với cái cách làm việc với những môi trường Và các bạn xem buổi livestream này có thể là chia sẻ và đặt cái câu hỏi để cùng giao lưu với mình và anh Quang. ở đây thì mình sẽ tắt tạm một số các cái hiển thị đi, chúng ta có thể hiển thị rõ hơn. Mình sẽ tắt tạm một số các cái đề can để chúng ta có thể quan sát được các cái đối tượng trong cái bản vẽ của mình. Với cái môi trường SolidWorks thì cung cấp chúng ta các cái công cụ để mình có thể làm việc với các cái môi trường về dự án với các hệ thống đường ống. Ở đây thì lưu ý một chút như bạn Trường chia sẻ, nó là một cái trực tiếp trên môi trường SolidWorks nên là chúng ta khi chúng ta đã cài SolidWorks rồi thì chúng ta có thể sử dụng các cái đối tượng về đường ống này. Nhưng lưu ý thêm là khi mà chúng ta làm việc với các bản vẽ về dự án thì nó được cung cấp các cái in về routing và piping chỉ trên phiên bản premium, đúng không? Với những khách hàng mà đang sử dụng cái phiên bản premium, tức là phiên bản cao cấp nhất của môi trường thiết kế SolidWorks thì sẽ được sử dụng các cái add-in về cái routing và piping này và các phiên bản thấp hơn như là Professional hay là Standard thì sẽ không được hỗ trợ phiên bản về routing. Vậy thì để bắt đầu với một cái dự án về routing như thế nào thì chúng ta có thể có sẵn cái dự án trên này và bắt đầu làm việc. Để có thể khởi tạo cái môi trường làm việc với routing piping thì chúng ta có thể nhấn chuột vào cái khung tam giác ở bên cạnh cái hình bánh răng trong cái option và lựa chọn vào cái công cụ là add-in, đúng không? Cũng như các cái add-in khác trên môi trường SolidWorks như về khuôn hay về Simulation, simulation, tất đúng cả những cái không? về Cả những add-in edit thì mình đều cài đặt trong phần edit này. vậy thì vào add-in chúng ta sẽ có được cái bảng pop-up add-in manager. Ở đây thì chúng ta có thể quan sát tất cả những cái liên quan đến cái môi trường SolidWorks cung cấp cho add-in vào trong cái quá trình thiết kế của chúng ta và để làm việc được với cái hệ thống routing và piping thì chúng ta sẽ vào add-in và chọn vào công cụ là SolidWorks routing, đúng không? Rồi. Ở đây thì với cái SolidWorks routing thì nó sẽ có hai cái dấu tích. Ở đây chúng ta cần phải tích vào cái đối tượng là activity active add-in là để chúng ta kích hoạt cái nó lên và cái phần startup tức là nó sẽ để cho nó khởi động cùng với SolidWorks lên khi chúng ta làm việc, sau đó thì chúng ta nhấn ok.
Sau khi mà chúng ta đã ok thì phần mềm sẽ tự động chạy một chút để cho nó có thể edit các cái function, các cái công cụ trên cái môi trường làm việc của chúng ta vào đây. Đây, sau khi mà chúng ta edit thì chúng ta có thể thấy ở cái sơ đồ cây, sơ đồ quản lý phía bên phải, ta có hai công cụ là Piping Adjustment và Highlight Stroke. Và một cái phần nữa là nếu mà mọi người quan sát thấy môi trường thì chúng ta có thể thấy là phía trên cái công cụ, cái pin 3 đúng không ạ? Có sẵn các công cụ cho chúng ta làm việc với routing, piping trong cái môi trường như là piping single, hoặc là piping hoặc tuping đúng không? Đúng không? Có bốn, thêm bốn cái công cụ này cho chúng ta có thể làm việc với cái môi trường piping và routing. Và tùy vào cái, ví dụ nếu mà trường làm về electrical thì chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng cái tab electrical đúng không? Đúng. Và còn một phần rất là quan trọng nữa trong phần là mình sử dụng cái công cụ routing này, đấy chính là cái thư viện của cái routing đúng không? Ở đây thì mình có thể truy cập vào phần design library. Và sau đó là sẽ có một cái kho thư viện về routing, nó sẽ chứa tất cả những cái về đường ống hay là về van, tất cả mọi thứ đó, tất cả những cái thành phần có liên quan đến cái thư viện về routing. Và như lúc trước thì tôi nói là chỉ có trên phiên bản premium đúng không? Đúng rồi. Thì chúng ta mới có thể lấy được cái phần thư viện này về cái phần routing và piping. Ở đây thì như mọi người có thể quan sát thấy, với cái phần thư viện về routing và piping thì nó cung cấp chúng ta hầu hết các cái đối tượng để chúng ta có thể hoàn thành một cái dự án liên quan đến cái đường ống trong cái phần thiết kế của sơ đồ. Vậy thì ở đây nó có những cái đối tượng như là conduct này, electrical này, cho cái ngành về HVAC hay là piping, tubing. Ở đây thì anh Quang có thể kích vào một cái đối tượng ở đấy, ví dụ như tubing này, piping này. Ở đây thì mình sẽ vào, ví dụ như chúng ta đang làm việc với hệ thống về piping đúng không ạ? Trong piping thì nó sẽ có hàng loạt các thư viện nhỏ khác nhau, đúng không? Các folder khác nhau. Ví dụ như mọi người có thể quan sát thấy ở đây trong cái mục piping thì nó có các công cụ cho chúng ta làm như là cross, evo hay là equipment, plan hay các két, people, outlet hay là piper hay là reducer, chi hay là van, đúng không? Vậy thì từng cái đối tượng này đều được gán trong từng folder khác nhau. Và anh Trường chắc là cũng đã làm việc với cái thư viện này rồi thì mọi người chắc cũng có thể tạo ra cái thư viện của riêng mình đúng không? Đúng rồi. Ta có thể tạo thư viện của riêng mình. Vậy thì chúng ta sẽ thử đi khám phá xem là trong các thư viện này sẽ có những cái đối tượng như thế nào nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ đi tìm hiểu về một cái flange đây. Một cái đối tượng về flange. Ở đây trong cái flange thì nó mặc định của phần mềm nó chỉ có vài cái thư viện sẵn có như là các cái slip well này, hay là soft well, hay là welding next. Thì tùy vào cái đối tượng chúng ta sử dụng, ta sẽ có thể làm việc với các plan khác nhau. Và việc sử dụng của nó rất đơn giản, mình chỉ cần kích chuột trái và kéo thả các cái đối tượng này ra bên ngoài màn hình thôi là mình hoàn toàn có thể sử dụng được các cái chi tiết này. Nó cũng như việc chúng ta sử dụng cái toolbox đúng không? Đúng rồi, toolbox của phần mềm SolidWorks chúng ta để kéo thả các đối tượng trên đó. Và trước khi đi vào cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ làm việc như thế nào với cái đối tượng đó thì mình quan sát một chút qua các cái comment của các bạn hoặc anh em xem là anh em có comment gì. Ở đây thì để mình sẽ xem là anh em có những comment nào nào. Chào Hà Huy nha. Chào anh Lăng Men và Nguyễn Huyền cùng với anh Đỗ Văn Tiến. Rất vui khi được các chuyên gia ghé thăm và các bạn đang đồng hành cùng với buổi live stream của Sốt Cuộc cùng với Hot. Nếu mà mọi người có những câu hỏi nào liên quan đến thiết kế trong hệ thống đường ống với sốt ruột thì vui lòng cái comment ở bên dưới để tôi và Trường sẽ cùng giải đáp mọi người. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè cũng như là các anh em trong danh sách bạn bè của mình về cái mối quan tâm trong quá trình thiết kế với hệ thống đường ống trên sốt ruột. Ở đây quay lại cái môi trường dự án thì mình đang mở sẵn một cái dự án trên môi trường SolidWorks rồi. Ở đây mình đã tạo sẵn các cái phần đối tượng như là các hệ thống thiết bị về tanks. Và việc tiếp theo của mình sẽ là phải đi kết nối các hệ thống thiết bị này với nhau. Đúng rồi. Thông qua cái việc là xây dựng các cái hệ thống đường ống đúng không? Đúng rồi. Tạo ra các hệ thống đường ống. Và như lúc trước mình có chia sẻ là khi mà chúng ta làm việc với các đối tượng trong SolidWorks thì cái việc sử dụng đối tượng trong piping routing ta sẽ cần phải xác định xem là nó sử dụng cái module nào và function nào đúng không? Ở đây trong cái tab in mà chúng ta vừa tạo nên để
sử dụng routing ấy, thì cái mục routing nó bao gồm tất cả những cái routing liên quan đến electrical, routing đến piping là hệ thống đường ống hay tubing. Thì ba cái hai mục này dành cho ba cái môi trường làm việc khác nhau. Vậy thì tùy vào cái môi trường ta làm việc, ví dụ ở đây môi trường cụ thể mà tôi đang làm việc mong muốn là tạo nên cái hệ thống routing cho hệ thống đường ống, tức là piping, piping cho cái đối tượng thiết bị là các cái hệ thống bồn, các hệ thống tanh chứa này, hệ thống bồn chứa này cho các đối tượng và kết nối nó với nhau. Đúng. Và trong quá trình trình đấy thì mình sẽ thêm một các cái thành phần phụ vào trong đó. Vậy thì tương tự như vậy, bên cái design library cũng như vậy, chúng ta sẽ phải xác định xem là chúng ta sẽ làm việc với đối tượng nào trong cái môi trường routing, trong thư viện routing này. Vậy trong cái routing như trước tôi cũng chia sẻ rồi, nó bao gồm tất cả những cái đối tượng liên quan trong các lĩnh vực khác nhau như electrical hay là HVAC. Vậy thì cụ thể ở trong routing này chúng ta sẽ sử dụng cái hạng mục là piping. Được. Piping thì chúng ta sẽ lại cần phải xem xét là nó sẽ sử dụng cái đối tượng như thế nào. Ở đây thì nó bao gồm tất cả những đối tượng trong cái thư viện này rồi. Và việc chúng ta sẽ cần phải đi define cho nó. Và để có thể làm việc với cái đối tượng trong thư viện thì rất đơn giản thôi. Cũng như cái phần toolbox khác thì mình sẽ đi đưa nó vào trong môi trường thiết kế của mình bằng cách là chúng ta tắt lối tắt, là chúng ta sẽ kéo thẳng các cái thư viện nó vào, đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì mình sẽ đi define bằng cách là bây giờ mình sẽ kéo thẳng các cái chi tiết từ cái thư viện vật liệu thư viện của mình vào trong cái bản vẽ của mình, đúng không? Trước khi kéo thả thì mình sẽ cần phải xác định, ví dụ ở đây trường có thể quan sát thấy mình sẽ tạm zoom lại cái chỗ này. Ví dụ ở đây với cái đối tượng là cái thiết bị đầu tiên nằm phía trên này, đúng. Thì cái đầu đấu của nó có liên quan đến một cái bề mặt là có bốn cái lỗ để chúng ta có thể gắn được các phần thành phần như là bu lông đai ốc để chúng ta làm việc kết nối. Nó được gọi trong môi trường thiết kế về đường ống là một cái flange, đúng. Một flange. Vậy thì trước khi chúng ta tạo ra được cái đối tượng về đường ống, ta cũng phải có một flange nối giữa hai đường ống với nhau, đúng. Để mình có thể ghép cái mặt này với một cái mặt của đường ống khác, đúng không? Trong quá trình thiết kế. Và tương tự các đối tượng khác cũng vậy, các vị trí đầu đấu khác cũng vậy, nó cũng có cái flange chờ trên các cái đối tượng này rồi. Vậy thì thành phần tiếp theo chúng ta cần phải tạo là tạo các flange. Vậy thì để tạo các flange trong cái môi trường thiết kế của routing hay piping thì chúng ta cũng rất đơn giản thôi. Mình sẽ đi đến các đối tượng này và sử dụng cái thư mục trong design library. Chọn trong cái mục piping, chúng ta sẽ lựa chọn các đối tượng chúng ta lựa chọn mong muốn, đúng không? Ở đây thì sử dụng cái đối tượng là flange của bọn đó. Mình đã chọn là cái flange. Ở trong mục piping chúng ta có thấy ngay được cái mục flange trong này rồi. Nó có ba cái dạng flange mà chúng ta muốn là slip, hay là socket, hay là welding. Thì tùy cái nó anh trường hoặc là mọi người có thể tùy vào cái specify của dự án của mình. Ví dụ ở dự án của trường yêu cầu là dùng cái flange slip, đúng rồi. Nhưng mà cái dự án khác thì anh ấy sẽ dùng là welding next, đúng không? Tùy vào cái dự án của mình sẽ sử dụng. Và việc đơn giản là chúng ta sẽ kéo thả, đúng không? Chúng ta kéo thả thì khi chúng ta đưa vào nó giống như cái việc chúng ta make một cái đối tượng, đúng không? Nó sẽ tự động nhận các biên dạng bề mặt, ví dụ chúng ta kéo xuống dưới thì nó sẽ nhảy xuống dưới, kéo trên nó sẽ nhảy trên. Và mọi người có thể thấy là khi mà tôi thả trò chuột thì nó sẽ có một cái đối tượng được real màu vàng, đúng không? Cái đối tượng này sẽ là một đối tượng thực tế mà khi chúng ta lựa chọn để chúng ta thiết kế, và các cái lỗ nó cũng được tạo ra như vậy luôn. Rồi. Và đây sẽ có một cái hộp thoại hiện lên, là hộp thoại select Perconfig. Đây là cái cấu hình của các cái đối tượng, một loại cấu hình của nó, đúng không? Ở đây thì mình chỉ cần chọn các cái cấu hình nó vừa với lại cái đối tượng của mình, đúng không? Và cái tập kích thước mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ tự động nhận cái đường kích thước của cái đối tượng flange này, đúng không? Và ở trong cái bảng select configuration này, nó là một bảng cấu hình của cái flange này, nó có sẵn các cấu hình khác nhau và tùy vào cái kích thước mà chúng ta muốn sử dụng, đúng không? Chúng ta có thể sử dụng chọn là sẵn kích thước phù hợp nhất ở trong cái đối tượng này. Hoặc chúng ta có thể có quan sát thấy một cái hộp thoại là list all configuration. Với cái tùy chọn này thì nó sẽ tự liệt kê ra nhiều hơn những cái đối tượng chúng ta vừa chọn. Nó có rất nhiều các cái config khác nhau. Và cái phần config này thì chúng ta, nếu mà chúng ta thắc mắc như thế nào về cách tạo cái config này thì chúng ta đã được làm quen ở các buổi live stream trước rồi, đúng không? Được làm việc với các cái đối tượng về mô hình trong thiết kế của SolidWorks. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn một config, đó là slip on flange với kích thước là 150 NPS2 và nhấn OK.
Sau khi mà nhấn OK ấy, thì phần mềm nó sẽ đưa chúng ta một số các cái hiển thị về cái thanh quản lý. Ở đây nó sẽ có cái phần Sepoy. Cái thiết kế về đường ống thì phần Sepoy sẽ là cái đối tượng quan trọng nhất để chúng ta có thể tạo ra các đối tượng liên kết cho các cái đường ống với nhau. Nó sẽ là cái điểm để ta truy bắt điểm. Điểm bắt đầu đúng không? Nó cái điểm để ta chỉ định rằng cái đường ống ta sẽ bắt đầu từ đó để chúng ta phục vụ những công cụ như là routing hay là piping. Vậy thì đến cái phần tiếp theo là ở cái thanh ở bên trái nằm sau cái sợi dây chính là cái thanh protein. Thì trong cái phần mục raw protein ở đây thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái thông tin mà chúng ta có thể làm việc với cái hệ thống định tuyến, thuộc tính của hệ thống định tuyến. Trong cái mục file name routing template thì nó sẽ tự động nhận chúng ta các đối tượng về template ở đâu, rồi raw specification đúng không, cái thuộc tính kỹ thuật là cái thông số kỹ thuật cho cái đối tượng về routing đó. Rồi kích thước mà ta lựa chọn vừa rồi ấy, nó sẽ nằm ở cái config như config nào nó sẽ tự động nhận ở đây chúng ta. Rồi các phần như là BN Evil hay là bao nhiêu chúng ta có thể thiết lập hoặc chúng ta có thể đặt mặc định. Và ở đây cái phần mà chúng ta quan sát thấy có hai đối tượng quan trọng nhất trong cái mục Raw Protein này, đó là cái nút Enter này, OK này, tương ứng với chúng ta đồng ý với nó đúng không, và cái nút Cancel. Vậy thì hai cái đối tượng này nó có ngoài bên cạnh là đồng ý và không đồng ý, tức là hủy lại, nhưng một cái đối tượng nào đó nó cũng có hai cái định nghĩa khác nhau trong việc chúng ta thiết kế đường ống. Ở đây mình sẽ tạo một ví dụ trước để chúng ta làm một cái đường ống này trước. Vậy thì nếu chúng ta nhấn OK thì chúng ta quan sát thấy là khi chúng ta kết thúc cái lệnh thì cái đường ống ta, trong flange nó sẽ có một cái mẫu đường ống nữa để chúng ta có thể bắt đầu cái đường ống đó từ cái sepoy. Đúng rồi. Vậy thì nếu ta nhấn OK như vậy thì việc tiếp theo chúng ta sẽ rất đơn giản thôi. Mình sẽ đi vào công cụ line đúng không? Sử dụng cái tab piping này và sử dụng cái công cụ line. Công cụ line này thì trong cái nằm tab piping nằm phía cuối cùng này. Nó cũng như một công cụ line trong sketch của sơ đồ để chúng ta chỉ định một cái đường line bất kỳ. Nhưng mà trong đường line ở đây thì chúng ta phải vẽ đường 3D sketch chứ không phải là 2D sketch nữa. Đúng rồi, cái này anh Trường rất chuẩn xác. Ở trong cái mục routing thì tất cả những cái đường line hầu hết nó sẽ được sử dụng là line dạng 3D sketch đúng không? Chứ không phải là line 2D sketch là chúng ta phải chỉ định mặt phẳng cho nó, đúng không? Ở đây thì nó sẽ là một cái đường line vô định, không nằm thuộc một mặt phẳng nào cả. Ở đây mình sẽ sử dụng cái lệnh line và mọi người sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta chỉ định vào cái vị trí từ cái điểm, không phải từ điểm sepoy mà tại cái điểm đầu mà xoay cái đầu tiên mà cái đường ống nó tạo ra như vậy. Và insert một cái line vào đây, bắt đầu vào đây. Sau đó chúng ta có thể kéo đến cái điểm tiếp theo. Ở đây thì khi chúng ta kéo trượt ra, chúng ta có thể thấy là tại cái vị trí gốc mà chúng ta vừa tạo ra cái điểm point đầu tiên cho cái line. Nó sẽ có một cái dạng gốc tọa độ theo x, y, z và mình có thể là dựa vào những cái gốc tọa độ đấy để vẽ thì nó sẽ chính xác hơn. Đúng rồi. Chỉ định cái hướng, chúng ta dựa vào cái gốc đó chúng ta chỉ định cái hướng. Vậy thì cái đối tượng đầu tiên mà chúng ta tạo ra nó sẽ có một gốc với những cái đường nét màu đỏ, đúng mũi tên đó nhỉ. Vậy thì nếu mà chúng ta đi thẳng thì làm sao chúng ta biết là chúng ta có đi thẳng hay không, chúng ta đi chéo, chúng ta biết đi chéo hay không đúng không? Đúng. Vậy thì có một cái tip là chúng ta có thể dùng cái phím tab. Khi mà nhấn phím tab thì chúng ta quan sát thấy là cái hướng mũi tên nó chỉ định cho chúng ta liên tục thay đổi khi chúng ta nhấn phím tab. Nếu chúng ta muốn đi thẳng ở đây chúng ta sẽ nhấn phím tab đó, nó sẽ hiển thị chúng ta dạng đường thẳng đúng không? Và ra kéo ra đó. Đến cái phần này thì sau khi chúng ta kết thúc cái lệnh thứ hai ấy, thì anh Trường mọi người quan sát thấy gì không? Ở đây thì tôi thấy cái ống của mình đã kéo dài thêm một đoạn nữa. Đúng rồi, nó kéo dài thêm một đoạn. Vậy khi chúng ta kết thúc cái lệnh đối với cái điểm thứ hai, nó sẽ kéo dài một cái đường ống thêm chúng ta và nó không chỉ một thực thể cố định được cả. Và đến cái lần tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn cái điểm tiếp theo, nó vẫn sử dụng cái tab và cái gốc này nó sẽ được di chuyển theo cái điểm mà chúng ta lựa chọn đúng không? Và nhấn phím tab thì hướng mũi tên của ta đang ngược lại đây, mình có thể chọn phím tab này đó. Và đến đây sau khi kết thúc lệnh thì mọi người có thể thấy là ngay khi mà chúng ta kết thúc lệnh, chúng ta bẻ một cái góc nào đó thì một cái evil và cái đường ống đó nó sẽ tự động nhận cái kích thước của chúng ta và nó tạo một cái góc ở đấy đúng không? Đến cái phần tiếp theo là khi mà chúng ta lựa chọn này, chúng ta chỉ cần zoom vào đến ở đây mình đang muốn là đặt lên cái vị trí đường ống này trên chính cái được vị trí tâm này đúng không? Mình dò lên đây và nhận tâm đó, quan sát. Đến cái phần tiếp theo là khi mà đến đây điểm cuối thì chúng ta có thể thấy là cái đối tượng chúng ta được tạo ra như thế này và kết thúc lệnh chúng ta nhấn chọn select
Vậy thì khi mà ta kết thúc lại, chúng ta vẫn thấy là cái đường ống nào nó đang hơi bị xiên xiên như vậy. Vậy thì Đang bị làm sai sao rồi. nó thẳng? Ở đây thì mình có nhiều cách, mình có thể là chỉnh sửa trực tiếp cái đường body sketch của mình, hoặc là mình có thể là thêm vào cho nó các cái giá trị về kích thước, đúng không? Thêm giá trị về kích Đó. thước hoặc là reason, nó là một sketch thì nó sẽ có đáp ứng được cái điều kiện như là về dimension, đúng không? Về relation, tức là mối quan hệ giữa các đối tượng trong cái thực thể và sketch với nhau. Ở đây thì cái đường sketch của mình nó đang được bị xéo xéo như vậy. Vậy thì để có thể biến đổi nó trở thành một đường thẳng vuông góc, mình đang muốn là nó cắt thẳng từ từ trên này, đúng không? Từ đoạn trên này, tức là đường ống chúng ta sẽ phải cắt đến đây. Vậy thì chúng ta làm sao để có thể quan sát được cho nó đưa về đường thẳng? Ở đây thì mình sẽ xoay lại một cái hướng để mình có thể quan sát dạng isometrics. Mình sẽ chọn một cái đường đường line đó, đường line mà chúng ta tạo ra thì trên cái thanh pop up, trên cái thanh pop up mà chúng ta làm việc với các sketch 2D rồi, chúng ta có được pop up để chúng ta gắn hay là đường nó vuông góc hay Ràng là buộc hay là gì các đấy, thành tất đường cả khác. những là buộc. Ở đây thì tôi có quan sát được nó có khoảng 5 cái ràng buộc. Thứ nhất là về ràng buộc theo trục X này, còn trục Y, trục Z hoặc là các cái đường phích, hoặc là ràng buộc về kích thước, đúng không? Đúng rồi, ở đây thì mình có thể sử dụng cái ràng buộc về theo trục Y để cho cái đường thẳng của mình nó sẽ vuông góc với cái mặt thẳng bên dưới cái tay của mình. Chính xác. Vì ở các sketch thì chúng ta có thể tạo các ràng buộc dạng 2D với sketch, chúng ta ràng buộc như là kích thước hình học, tức là biên dạng hình học, tức là vuông góc song song trùng nhau, đúng không? Còn với các đối tượng về 3D sketch thì chúng ta có đối tượng như là along x, y, z, tức là vuông góc với cái trục đó, Đúng rồi. dọc theo cái trục đó. Ở đây thì nó cũng tương tự như sketch 2D, chúng ta cũng có được trong cái tab line property. Khi chúng ta làm cái lệnh thì chúng ta có thể lựa chọn các cái reason và phần mềm xuống gọi thì nó tự động đưa chúng ta các cái dạng như là lời khuyên để chúng ta có thể lựa chọn bằng cách lựa chọn vào các đối tượng, như là nó tự động bôi đậm lên như này. Đúng rồi. Và nhấn chọn đối tượng thì chúng ta sẽ nhấn chọn vào long y, tức là cái trục chúng ta đang dọc trong trục y này, Đúng đúng rồi. không? Nó sẽ phụ thuộc vào cái trục của chúng ta lựa chọn, như nó nằm theo trục x hay trục z thì chúng ta có thể lựa chọn. Ở đây đối tượng này mình muốn là lựa chọn theo long Chú y. ý. Khi mà Ok. y long y thì là cái đối tượng ta sẽ được nằm thẳng lên cái đối tượng này, và đường ống của ta trở nên mượt và chính xác hơn. Chính xác. Khi mà ở đây nếu mà chúng ta kết thúc lệnh thì chúng ta đã thoát lệnh, nhưng ở đây mình đang muốn là thêm một số cái đối tượng về flange. Ví dụ ở đây chúng ta có flange rồi, đúng không? Đúng rồi. Ở đây chúng ta có flange, vậy thì mình sẽ thêm một mình có thể tạo kết thúc cái lệnh này trước và thoát lệnh. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái đối tượng ta về đường ống nó được kết, tạo ra và hiển thị với cái màu sắc như trên hình. Để có thể thêm một cái flange ở trên này nữa, thì mọi người nhớ lại lúc trước là mình có thể tạo cái flange ở đây một đoạn ống ra như này. Vậy thì ngược lại với nó, ở đây mình có thể tạo một cái flange ở trên này. Đây, kéo từ trong thư viện ra thả. Cũng lựa chọn một cái flange theo kích thước trong cái mục Select Configuration này và nhấn OK. Thì ở đây khi chúng ta lúc trước ta nhấn là nhấn chọn OK, đúng không? Để chúng ta bắt Thì đầu có một cái đường ống ra. Vậy thì nếu chúng ta không muốn có một cái ống ra nữa, tức là nếu chúng ta nhấn chọn OK tiếp thì ở đây nó lại có một cái sepoy và kéo một đoạn đúng ống rồi. lên trên này, đúng không? Đến khoảng này. Và chúng ta sẽ bắt đầu để vẽ như đó. Nếu chúng ta tạo như vậy thì hai cái đường ống này sẽ chèn vào nhau, Đúng rồi. đúng không? Và mục đích là mình chỉ mong muốn cái flange này để có thể gắn cái ống này vào đây thôi, đúng không? Và nếu chúng ta nhấn OK thì kết quả như lúc trước ta làm việc chúng ta quan sát thấy rồi. Vậy thì để có thể không sử dụng cái đến cái sepoy và cái đoạn ống đó, chúng ta sử dụng cái Kích đúng không? dấu X và nút Cancel. OK, thì ở đây chúng ta chỉ có nhận được cái blend đơn thuần thôi, và nó chỉ mang mang cái định nghĩa là nó tạo ra cái đường kết nối cho cái đối tượng đó. Đấy là cái đối tượng về đường đầu tiên. Ở đây thì tiếp tục đến các cái đối tượng tiếp theo. Trước khi mà vào các đối tượng tiếp theo thì mình sẽ quay sang cái phần lại xem là có những anh em nào đang quan tâm đến cái môi trường thiết kế hay không. Ở đây thì có một câu hỏi của anh Lăng Men. Đây anh hỏi em muốn con license của Sun Plan thì cần làm gì ạ? Thì câu hỏi này anh Quang có thể giải thích giúp mình được không? Xin chào anh Lăng Men. Ở đây thì câu hỏi của anh rất hay. Như lúc đầu và chồng chia sẻ thì mọi người cũng có thể biết rồi, Solid Plan là một cái giải pháp mà chuyên dành cho thiết kế hệ thống nhà máy, hệ thống đường ống trên cái môi trường SolidWorks. Nó là được Vhot cung cấp tại thị trường Việt Nam từ năm 2015, và nó được add-in trên cái môi trường SolidWorks, nên là chúng ta có SolidWorks chúng ta đã được làm việc luôn được rồi. Vậy thì anh hỏi là muốn có license của Solid Plan thì nó cần làm những gì?
Vậy thì để có thể license thì anh có thể đặt lại cái email và liên hệ đến cho cái hot. Hiện tại thì số Lan đang cung cấp chương trình là miễn phí 1 năm dùng thử, một năm sử dụng miễn phí phần mềm Slip Plan PID dành cho thiết kế hệ thống đường ống, các hệ thống dữ liệu liên quan đến PID trên cái phần 2D CAD. Vậy thì anh Lan có thể để lại cái email và liên hệ cho Quang cũng như trường hay là công ty hot để có thể nhận được cái license PID 1 năm. Và bản 3D thì nó sẽ có thể sử dụng là 60 ngày trial cho mình để mình có thể sử dụng. À, anh Tiến đúng không? Anh Đỗ Văn Tiến. Anh có một câu hỏi là cái này cũng như gán ràng buộc trong phát thảo 2D đúng không 3D? Thì nếu mà anh vừa quan sát cái buổi livestream thì anh chắc chắn là sẽ có được câu trả lời này một cách Rõ ràng đúng không ạ? đầy đủ và thích đáng nhất đúng không? Xin chào Hoàng TT, chào em. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem buổi livestream này. Thì các bạn còn câu hỏi gì liên quan đến phần solid routing này, các bạn có thể comment để mình và anh Quang có thể là giải đáp. Ở đây thì mình sẽ quay sang cái dự án tiếp theo đúng không? Ở đây đến cái phần tiếp theo là mình sẽ đi tạo các đường ống cho các đối tượng còn lại đúng không? Ở đây vẫn như các cái phần lúc trước đúng không? Vẫn sử dụng trong cái thư viện. Ở đây mình sẽ sử dụng cái plan vẫn slip đi. À, kéo thả đưa vào đây thôi là ok và tiếp tục sử dụng cái kích thước đó vì tất cả các đối tượng của mình hầu hết sẽ có cùng kích thước Đúng rồi. và cái phần route authority chúng ta sẽ tiếp tục chọn Thì ok rồi. click ok nếu chúng ta tóm lại một chút về cái nội dung trước ở slide này nếu chúng ta muốn tạo ra một cái đường tuyến mới thì chúng ta sẽ nhấn ok khi chúng ta tạo một cái plan nếu chúng ta chỉ muốn tạo một cái plan đơn thuần Thì mình chúng sẽ ta tích sẽ vào nhấn cancel đúng không? tạo một cái flag sau đó nhấn cancel này chỉ sử dụng cái flag đơn thuần nó rất đơn giản thôi và nhấn đến phần này thì mình sẽ đến like tiếp tục sử dụng lệnh tab và đưa ra đây đúng không? Đến phần này mình sẽ kéo xuống đây Để gắn cho nó một ràng buộc trước. đến phần này nhấn ok ở đây thì mình sẽ chọn là tiếp tục là cái này vẫn là Along Y tức là cái nằm mà phải chúng ta vẫn cung cấp với trụ Y và đơn thuần là kết thúc lệnh để có thể kết thúc cái đường ống đó và đây chúng ta có được cái đường ống thứ hai và tiếp tục mình lại đi tạo flange ở trên này đúng không chỉ đơn thuần là kéo và thả trong nhóm đó ok thì chúng ta lựa chọn cái config và được tiếp theo là cancel để có được cái plan đơn thuần đến cái mục thứ ba là cái đối tượng về cái tanh nằm phía trên cùng này nó với cái tanh thứ ba là phía ngoài nó có một cái biên dạng hơi hơi lòng một chút nên là cái đường ống Chung. người góc của cái vị trí là cái plan này nó đang bị xoay ra ngoài và nó đang nằm ở đây chúng ta có thể quan sát thấy là các đường ống chúng ta với hai đường ống trước nó đang cùng nằm trên một mặt phẳng từ cái phần gốc đi ra đúng không? Tức là hai đường ống này đang nằm cùng nhau. Vậy thì ở đây cái này chúng ta vẫn nằm trên cùng một đường nhưng mà nó nằm một cái hướng khác. Vậy thì mình làm tương tự như vậy cũng không gì hoảng sợ cả, cũng chỉ add plan, ok và nhấn ok. Sau đó lại quay trở lại cái lệnh là line. Này họ Ở trong buổi này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người về cách để chúng ta có thể làm một cái dạng manual line tức là với những dự án nhỏ nhỏ thì mình thay vì mình sử dụng auto đúng không? Mình sẽ sử dụng cái đối tượng là manual đơn thuần thôi. Ở đây mình sẽ kéo xuống phía dưới một chút. Và tab, tab bên ngoài một chút. Cho nó kéo đi. Và đưa về đây. Vẫn là ở đồng ý đến phần này thì cái đường ống chúng ta quan sát thấy là nó đang được nằm xuống phía dưới này ở đây thì khi chúng ta đưa cái đường ống chúng ta được bể cong tại các góc về fitting nó tự động nhận chúng ta ở đây mình quan sát thấy là khi chúng ta đưa vậy thì cái đường sketch của mình nó đang được vô định tức là dựa vào cái điểm của ta chứ mất điểm đúng không vậy thì mong muốn mình nó vẫn là các sketch 3D nên là chúng ta có thể sử dụng các cái đối tượng về hiển thị dù ở đây thay vì cái đường ta đặt mặc định như vậy thì mình có thể
kéo lên một chút, được, kéo thả. Thì khi chúng ta kéo thả, nó là một cái đường sketch đúng không? Được. Khi chúng ta thả chuột ra thì cái đường preview dành cho cái đường ống chúng ta được hiển thị trực tiếp. Khi chúng ta kéo thả, đó, và cái đường ống chúng ta cũng được nối giãn ra. Hoặc nếu mà chúng ta thích chính xác, chúng ta cần một độ chính xác để chúng ta có thể làm bảng vật tư cho cái đường kích thước, chúng ta cũng thể những cái đối tượng có thể sử dụng cái đối tượng dimension để mình có thể điều chỉnh các kích thước của cái đường line này đúng không? Đặt một kích thước cho cái đường line này. Và thông thường thì nó sẽ đặt mệnh định như vậy. Nếu chúng ta chỉ cần thiết kế một cách đơn thuần thì ta có thể lấy được layout hay là làm cái project này nào. Và thoát lệnh. Ok. Ở đây tiếp tục mình có thể tạo các flame khác. Ở đây mình có thể kéo lên trên một chút. Nếu kéo lên trên nó sẽ lên xuống dưới và kéo ngược lại đó. Ở đây. Chọn. Ok. Tiếp tục là một đối tượng nó bị một cái cột che đi đúng không ạ? Và đây đòi hỏi cái kỹ năng trình bày cái đường sketch 3D của mình. Ở đây thì cái đối tượng cuối cùng nó có cái hiện dạng khá phức tạp, khi mà chúng ta quan sát thấy là cái đối tượng này nó được có cái đầu flange, đầu chờ nó đâm thẳng vào chính cái cột này. Ví dụ ở trong một cái dự án, cái đây là một cái góc, một cái phòng điều khiển. Đúng rồi. Phòng điều khiển ở dưới cái này sẽ là một số thiết bị để làm bộ điều khiển, hay chính cái cột này sẽ là cái cột tủ điện được để gắn tủ điện điều khiển lên đây đúng không? Và chắc chắn là cái đường ống của mình không thể đi xuyên qua cái đấy được. Không, bị coi như là một cái lệnh cấm đi xuyên qua cái ống trường này. Và việc chúng ta sẽ là phải trình bày cái đường ống này làm sao để đi tránh cái cột này. Vậy thì giả sử rằng ở trong cái cột này, cái phòng này sẽ còn được nối tiếp lên bên này đúng không? Và phía bên này nó sẽ bị chặn lại. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái tủ điện đặt ngang bên này, hay là một cái tủ bên này với các thiết bị trên này nó bị nghiêm cấm chúng ta đặt lên. Vậy thì cái phần này chúng ta cần phải đi tránh làm sao. Ở đây thì nó sẽ như bạn Trường vừa chia sẻ, chúng ta cần phải kỹ năng là trình bày và tạo các phác thảo về 3D sketch của mình. Đúng. Vậy thì để tạo ra các 3D sketch cũng tương tự như vậy, đối tượng trước thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi tạo các đối tượng về liên kết trước, đó là flange. Đúng. Vẫn thả một flange vào các đối tượng này và lựa chọn các đối tượng về thuộc tính. Nào, ok. Vẫn nhấn ok. Đấy, sau khi mà chúng ta đưa xong thì chúng ta quan sát thấy là cái đối tượng chúng ta được bắt đầu với trong cái đối tượng flange này và vẫn xuống cái lệnh la thôi, đơn thuần vẫn xuống lệnh la. Nếu ở đây chúng ta đang mong muốn là mình sẽ đi tạo cái đối tượng đi vòng ra phía ngoài cái cột này, ở đây mình sẽ tạo một đối tượng vòng ra ngoài này đi. Đó, giờ chúng ta sẽ đi cho nó vòng ra ngoài này. Ok. Đó. Và đến đây thì mình sẽ cho nó đi vào sang đây đúng không? Vào vòng ra đây, đúng không? Đi vòng ra đây đi. Để cho nó đi cùng với động, cho nó ôm sát cái sát đường này, vào đi của mình đúng không? Ví dụ đến đoạn này, thay vì nếu ta tiếp tục đi thẳng ra đây thì đường ống chúng ta chắc chắn sẽ là cao hơn đường ống còn lại đúng không? Vậy thì mong muốn là mình sẽ đi thấp xuống dưới chẳng hạn, mình sẽ đưa xuống dưới, đưa nó đến khoảng này đi và tiếp tục đi ra ngoài này. Đó, và đến đoạn này. Đến đây thì mình sẽ đi vào đây và về đến cái đoạn đống này, cái đầu chờ này đúng không? Rồi, ok. Sau khi quan sát thì cái đường ống ta được hiển thị này, và cái đầu này thì mình vẫn sử dụng cái đối tượng là long tuy đúng không? Đó. Và đây thì bằng cách hiển thị cái orientation thì mình có thể quan sát là cái đường này mình muốn cao khoảng nào. Ở đây mình có thể đưa cao khoảng này. Đó, và bên này cũng tương tự như vậy. Và cái đoạn ống này của chúng ta, khi chúng ta lựa chọn ở đây thì mình có thể quan sát từ cái mặt trên này. Với những đối tượng khi mà nó đưa vào như này thì cái khoảng cách này chúng ta cũng thể gán một cái dimension vào cái khoảng cách này từ đây đến đây, tương tự như này vào trong này.
để kiểm soát được cái kích thước hiển thị. Đúng không? Ở đây thì thay vì mình để sát như vậy thì mình có thể kéo ra bên này một chút. Đó. Ok. À, ở đây thì trước khi nhấn OK thì có một phần nữa là như lúc trước khi chúng ta kết thúc lệnh, nếu chúng ta touch sketch thì cái đường chúng ta nó trơn như vậy. Vậy thì ở đây mình đang muốn là thêm một số các thiết bị về kiểm soát, tức À, ví là dụ như có thể là các cái đường kết van, van đúng không? một số các cái van để xem là các cái đường kiểm soát nó hiển thị như nào để có thể thêm được cái đường đối tượng khác vào trong cái đường line của ta. Thì việc ta cần phải làm là trong ngay quá trình chúng ta thiết kế một sketch thì chúng ta cần phải thêm nó vào ngay lúc nếu chúng ta phát cái lệnh rồi thì nó sẽ thêm, chúng ta cần chỉnh sửa lại sketch đó. Đúng rồi. Ở đây thì mình sẽ thêm một cái quả check van ngay tại cái điểm đầu ra của cái coil, C-coil với cái bồn này và tiếp tục sử dụng như một cái flange ở trong cái đối tượng, trong một file tinh đúng không? Mình sẽ tìm đến cái thư viện của cái routing này và Và tìm đến một cái van đúng cái không? vạch van đúng Đấy. không? Trong cái mục van thì nó có rất nhiều quả van khác nhau. Ví dụ các quả van của chúng ta quan sát thấy là ở đây có rất nhiều mẫu Nhiều van. và nhiều Hầu hết các mẫu van đều có sẵn ở trên này và nếu ta cũng phải tạo ra quả van của riêng mình. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một quả van tròn đi. ở đây thì mình có thể chọn bất kỳ một cái kiểu van nào đấy để mình đưa vào trong cái thiết kế của mình. Ở đây mình sẽ sử dụng quả van tròn và đưa ra. Khi chúng ta đưa ra nó sẽ lơ lửng ngoài thì nó sẽ chưa nhận được cái đường ống nào cả. Đúng Chúng không? ta cần phải đưa chỉ định vào đúng cái đường line này thì nó sẽ tự động nhận được cái đầu sigmoid của ta. Và chúng ta thả Ok. chuột. Chọn list, chọn một cái config Có phần nào nào đó đợi. tương tự như cái đường flange của ta và nhấn OK. OK và bấm chấm Z. Đến cái phần tiếp theo là khi chúng ta kết thúc lệnh, chúng ta quan sát thấy là cái đường của ta có được hiển thị đầy đủ các vị trí của quả van ở đây. Đúng không? Và kết thúc lệnh thì chúng ta có được một cái đường ống với các cái vị trí này thị quả van của ta. Trong thời gian máy chờ thì mình có thể là check một số cái comment của các bạn đang comment ở trên đây. Đó, thì đây là một quả van của mình. Thì ở đây bạn Hà Huy có một câu hỏi là em muốn luyện thi lấy bằng Pro và online nhưng lại sao đi. Thì nếu bạn Huy muốn thi lấy chứng chỉ CFP thì các bạn đã có thể để lại số điện thoại hoặc là inbox số điện thoại cho trực tiếp cho page phần mềm số lục VHOT. Thì ngay sau đó thì kỹ thuật bên mình sẽ liên hệ đến bạn để tư vấn cho bạn về thi chứng chỉ CFP. Và đây có một câu hỏi nữa của anh Đỗ Văn Tiến là AD cho hỏi có thể download thư viện thiết bị từ đâu. Thì anh Tiến ơi, thì như ngay lúc đầu ấy mình và anh Quang nói thì đối khách hàng nào nó sử dụng cái bản sơ free thì mình có thể là có cái Thực hiện ngay ở thư viện Việt ngay Nam. và mình không cần phải download. Ở đây thì mình chỉ cần trỏ đến đúng cái tệp mà nó chứa cái thư viện của mình ở trong trực tiếp trong cái bộ cài thôi. Chứ mình không cần cái down trên trên mạng. Nếu mà cái thư viện mà anh có thể là anh Tiến đang quan tâm thư viện là anh ấy cũng muốn có thư viện của số học free như này nhưng mà sử dụng dời dạc cho của anh ấy. Thì nếu mà anh sử dụng dời dạc thì chắc chắn là sẽ không được có cái tính năng như lúc tôi vừa chia sẻ, tức là chúng ta chỉ kéo thả và sẽ tự động nhận một số cái config của đối tượng khi chúng ta thả vào trong cái bản vẽ của mình đúng không? Hoặc là các cái thành phần để chúng ta có thể có nhiều các config khác nhau trên cùng một cái tệp. Nếu chúng ta sử dụng dời dạc thì nếu anh Tiến đang sử dụng phiên bản số học thấp hơn phiên bản số học free thì anh có thể nâng cấp lên phiên bản cao hơn. Như anh đang sử dụng Pro hay Standard thì anh vui lòng nâng cấp lên free, và nâng cấp như nào thì có thể liên hệ đến VHOT. Những phần tiếp theo là mình sẽ thêm các cái plan đúng không? Kết thúc cái typing này. Thả vào đây. OK. Và thoát lệnh. Đấy. Đây là khi mà chúng ta sử dụng các cái đối tượng về project, về piping trong cái môi trường thiết kế của SolidWorks. Một cái phần nữa là khi chúng ta làm việc với cái đối tượng về sketch 3D thì cái phần đối tượng chúng ta quan sát thấy là tại những cái điểm C-point thì nó có hàng loạt những cái điểm, có những cái text
hiển thị với cái sepoy, chúng ta xoay một cái hướng nào đó đi thì nó sẽ vẫn hiển thị ở đây. Chúng ta quay mặt sau thì nó có một loạt các đối tượng sepoy này. Vậy thì chúng ta có thể ẩn bớt nó đi bằng cách sử dụng cái đối tượng hiển thị trong cái môi trường sơ của nó giống như đối tượng thuộc tính khác. Và trong hãy tưởng tượng rằng là cái dự án chúng ta vô cùng lớn, nếu chúng ta zoom lại như thế này thì đối tượng sepoy chúng ta nó sẽ dày đặc kiểu như thế này, Đúng nó không? rất là khó nhìn và rất là gây hại mắt. Vậy thì để có thể tắt được cái đối tượng về sepoy đi thì chúng ta có thể sử dụng cái thanh View Security Off On này. Được. Ở đây thì chúng ta nhấn vào bên cạnh cái nút tam giác ở hình con mắt phía trên, chúng ta sẽ sổ xuống và ở đây nó được các đối tượng này ta được gọi là quen trong cái đối tượng Rồi. về Quản lý các đối tượng về mặt phẳng, về đường, về điểm hoặc là các cái gốc tọa độ đúng không ạ? Và mình có thể là tắt đi cái công cụ này ở trong đây đúng không? ở đây thì mình có thể dùng cái đối tượng là có cái nút ở đây nó như là sepoy, chúng ta click và tất cả những đối tượng sepoy ta Nó tắt sẽ đi và chúng ta có thể tắt thấy là cái đi. đối tượng ta trông nó hiển thị mượt mà hơn. Bây giờ chúng ta sẽ xem là anh em là đang theo dõi livestream có câu hỏi gì tiếp theo nhỉ. Ở đây mình sẽ có câu hỏi mới của anh Lanh Men là cái đó để quản lý với các revision thì như thế nào ạ? À, câu hỏi của anh rất là hay nhưng mà tôi cũng chưa hiểu là câu hỏi của anh revision anh muốn quản lý là quản lý về cả cái project này hay là quản lý cho hệ thống đường ống này hay là hệ thống flange hay là revision cho đối tượng nào? Nếu mà revision cho các cái project này thì tôi nghĩ là anh có thể sử dụng cái công cụ là CSS, nếu mà anh không có các công cụ nâng cao hơn thì mình có thể CSS ra các đối tượng khác nhau của phiên bản sơ bộ nó, chúng ta có thể CSS những cái project này ra hoặc gửi đi một cái server nào đó thì mình có thể sử dụng công cụ pack and go đúng không? Để tạo tạo một cái revision của riêng anh. Còn nếu mà cao cấp thì anh có thể dùng phần mềm PDM. Với công cụ PDM thì khi mà anh có thể tạo một cái revision cho cả một dự án hay là một cái đối tượng mà anh sử dụng cái thư viện này. Và đương nhiên là trong cái thư viện của routing với server query thì cái phần revision nó không quan trọng lắm. Đúng không? Đó là những cái công cụ để chúng ta có thể làm việc với các cái đối tượng và routing and typing trong cái môi trường thiết kế của server query. Tất nhiên là thư viện thì nó còn rất nhiều các đối tượng khác nhau, thì Đúng không? tùy từng cái bản thiết kế thì mình có thể sử dụng bất kỳ một cái công cụ ở đấy. À, có thêm một comment của anh Nguyễn Anh Khoa. AD cho hỏi bộ thư viện này mình có thể tự tạo và đưa vào routing được không? Nếu được thì hướng dẫn với anh ơi. À, câu hỏi này nó cũng tương tự như câu hỏi của anh Tiến đúng không? Cũng vẫn là quan tâm về có thể lấy được thư viện hay Thư viện không và tạo được thư viện hay không. Thì cái phần thư viện về routing này nếu mà mặc định của phần mềm free thì nó sẽ đã có mặc định được có với đối tượng. trong Ở đây thì anh Khoa có thể tạo ra các thư viện của riêng anh và ép vào các folder trong môi trường thiết kế và design library và chúng ta có thể sử dụng trong cái mục routing của mình đúng không? rồi Nếu mà để mà phần hướng dẫn thì chắc là chúng ta sẽ hẹn anh đến vào một buổi buổi sau hoặc là một cái video ngắn nào cho anh ấy có thể hiểu được cách để chúng ta tạo một số cái thư viện đúng tất nhiên là mình sẽ sử dụng cái công cụ về vẽ path bình thường và không? sau đó là mình sẽ đặt cái cấu hình cho nó. Thì sau khi đặt cấu hình xong thì anh có thể là lưu cái chi tiết path của mình vào trong một cái thư viện ở đấy để mình sử dụng đúng như những cái thư viện ở trong cái phần routing này. Chính xác. Nếu mà anh em nào quan tâm về cái phần routing piping và cái dự án này như nào thì có thể liên hệ lại với đội ngũ admin. Bên mình sẽ sẵn sàng mà pack and go cái dự án này cho các bạn về để có thể tham khảo. Với điều kiện là các bạn đang sử dụng Silver Free thì chúng ta có thể làm quen với tính năng này. Và khi nhận được dự án thì mọi người có thể theo dõi lại video này trong buổi livestream trên các kênh của Keyhot như là Trên cái fanpage kèo hay là trang YouTube thì có thể xem được lại cái video này và thực hiện lại với các cái quy trình mà chúng ta làm việc. Rồi. Xin chào chị Liên Lý Trịnh nhá. Chào chị Hà Vũ. Chào bạn Nguyễn Xuân Linh. Mình đang thấy rất nhiều bạn đang xem buổi livestream này nhưng mà chưa thấy một câu hỏi nào mới. Các bạn có thể tiếp tục đặt các câu hỏi để mình và anh Quang có thể là giải đáp.
Mình vẫn đang mong chờ một số câu hỏi của các bạn trước khi kết thúc buổi live stream ngày hôm nay. Ok thì có lẽ là Trường và Quang sẽ phải nói lời chào tạm biệt đến mọi người đang theo dõi buổi livestream và hẹn gặp chúng ta trong một buổi livestream tiếp theo khi mà chúng ta làm việc với các nội dung tiếp theo trong môi trường thiết kế của Solar World. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người sẽ có được sức khỏe tốt trong mùa Covid. Xin chào mọi người.